Xá lợi tử, mười lực của Phật và tánh của mười lực của Phật là không. Trong tánh không này không có sanh, không có mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Và tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không. Trong tánh không này không có sanh, không có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là mười lực của Phật chẳng sanh thì chẳng phải là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng sanh thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá lợi tử, chân như và tánh của chân như là không. Trong tánh không này không có sanh, không có chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Trong tánh không này không có sanh, không có pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chân như chẳng sanh thì chẳng phải là chân như. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng sanh thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Xá lợi tử, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Trong tánh không này không có sanh, không có quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Và tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Trong tánh không này không có sanh, không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là quả vị giác ngộ cao tột chẳng sanh thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh thì chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử, pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không. Trong tánh không này không có sanh, không có pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không. Trong tánh không này không có sanh, không có tánh luôn luôn xả. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp không quên mất chẳng sanh thì chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng sanh thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Trong tánh không này không có sanh, không có tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Trong tánh không này không có sanh, không có tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng sanh thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khi ấy xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà nói là sắc vân vân chẳng diệt thì chẳng phải là sắc vân vân? Thiện Hiện đáp, xá lợi tử, sắc và tánh của sắc là không. Trong tánh không này không có diệt, không có sắc. Thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thọ tưởng hành thức. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc chẳng diệt thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng diệt thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Xá lợi tử, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Trong tánh không này không có diệt, không có nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Trong tánh không này không có diệt, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá lợi tử, cho duyên cớ này nên tôi nói là nhãn xứ chẳng diệt thì chẳng phải là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng diệt thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá lợi tử, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Trong tánh không này không có diệt, không có sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc xứ chẳng diệt thì chẳng phải là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng diệt thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá lợi tử, nhãn giới và tánh của nhãn giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không này không có diệt, không có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhãn giới chẳng diệt thì chẳng phải là nhãn giới. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt
thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhĩ giới chẳng diệt thì chẳng phải là nhĩ giới. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, tỷ giới và tánh của tỷ giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không này không có diệt, không có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tỷ giới chẳng diệt thì chẳng phải là tỷ giới. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, thiệt giới và tánh của thiệt giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không này không có diệt, không có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thiệt giới chẳng diệt thì chẳng phải là thiệt giới. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, thân giới và tánh của thân giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không này không có diệt, không có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thân giới chẳng diệt thì chẳng phải là thân giới. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, ý giới và tánh của ý giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không này không có diệt, không có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là ý giới chẳng diệt thì chẳng phải là ý giới. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng diệt thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, địa giới và tánh của địa giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thủy hỏa phong không thức giới. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là địa giới chẳng diệt thì chẳng phải là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng diệt thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Xá Lợi Tử, thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Trong tánh không này không có diệt, không có thánh đế tập diệt đạo. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thánh đế khổ chẳng diệt thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng diệt thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Xá Lợi Tử, vô minh và tánh của vô minh là không. Trong tánh không này không có diệt, không có vô minh. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Trong tánh không này không có diệt, không có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là vô minh chẳng diệt thì chẳng phải là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng diệt thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Xá Lợi Tử, cái không nội và tánh của cái không nội là không. Trong tánh không này không có diệt, không có cái không nội. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo,
cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, và tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không. Trong tánh không này không có diệt, không có cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là cái không nội chẳng diệt, thì chẳng phải là cái không nội. Cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng diệt, thì chẳng phải là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Trong tánh không này không có diệt, không có bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là không. Trong tánh không này không có diệt, không có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bố thí ba la mật đa chẳng diệt, thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng diệt, thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Trong tánh không này không có diệt, không có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không.